Nãy giờ thì ta chưa sử dụng cái chức năng là nhập dữ liệu từ tệp văn bản và kết quả ghi ra tệp văn bản. Ta chưa dùng đến dòng này đúng không? Và bây giờ ta sẽ dùng nó như sau. Ở trong chương trình Code Block để nhập dữ liệu và ra, chú giữ Dũng là đấy, tập trung ta quan sát này. Để nhập dữ liệu từ tệp văn bản ta có câu lệnh free, các bạn có thể gõ luôn chữ open. Mở tệp. Để làm gì? Mở tệp nào? Mở tệp bài 1 lúa.inp. Cái tên tệp này lấy ở đâu ra? Ở trong đề bài mình có. Trong đề bài nó có chỗ này đây. Phần dữ liệu vào nhá. Mở tệp bài lúa.inp mở ra để làm gì? Tất nhiên mở để đọc dữ liệu. Vậy chữ đọc tiếng Anh là từ chữ gì nhỉ? Từ read đúng không? Vậy nó viết tắt bởi chữ R. READ ấy, chữ read. Đấy. Mở ra để đọc với tham số đầu vào là std, tham số đó luôn là tham số std. Để đọc vào thì ta có std in nhé, đây std và chữ in đấy, std in. Rồi tương tự như vậy ta có câu lệnh free open mở tệp bài 1 lúa chấm gì chấm ao. Vậy tên bài 1 lúa chấm ao lấy ở đâu? Ở trong đề đây, bài 1 lúa chấm ao chấm out mở ra để ghi ghi ta sử dụng chữ viết là chữ v kép. Tham số đầu vào của nó sẽ là std. Để viết ra thì ta sử dụng chữ từ gì nhỉ? OUT là chữ out đấy. Vậy thì ta có đây là cái câu lệnh làm việc với tệp nhá. Free open này, tên tệp cần mở này, tham số để đọc này, std in, free open, tham số để đọc rồi, mở ra để đọc à, để viết, std out. Đấy. Sau khi thực hiện xong thao tác này thì ta ấn Build and Run để chạy thử chương trình. Cái cam của thầy sao dạo này nó nháy, cảm giác thầy rất ngầu. Đây, khi chạy ra ta thấy bây giờ nó cho phép mình nhập dữ liệu nữa không? Không đúng không? Vậy thì ta quay trở lại rằng chứng tỏ bây giờ nếu ta chạy chương trình ta không nhập dữ liệu bằng tay được nữa mà dữ liệu nó sẽ lấy từ tệp. Đấy, sau này ta lấy dữ liệu từ cảm biến nữa cơ. Nó rất hay. Vậy lấy dữ liệu từ tệp thì ta sẽ làm như thế này. Các bạn quan sát nhé. Ta vào file. Đấy, thầy kéo cái cửa sổ này cho bé xuống. Ta vào file. Dũng quan sát đây nhé. Chọn new. Chọn empty file. Chọn nhiếc. Ở trong cửa sổ này thì người ta yêu cầu là hãy đặt tên file. File input của mình khi đã đặt tên nó là gì nhỉ? Bài 1 lúa.inp. File này, cái tên này lấy ở đâu ra? Tên này nó lấy ở trong phần đề bài. Đây, nó có ở đây. Nhá, nó có ở đây. Bài 1 lua.inp. Rồi, phía dưới trong mục Save as Type thì các bạn chọn All File. Ở chỗ này thông thường nó sẽ mặc định là C cộng cộng thì các bạn đổi nó sang thành All File. Sau đó ta ấn nút Save để lưu. Khi đó trên màn hình nó hiện ra cửa sổ này thì ta ấn nút OK. Khi đó bây giờ ta được phép nhập dữ liệu vào cái ô này. Đấy, bây giờ ta nhập dữ liệu vào ô này. Khi nay ta có số 4 và 255, ta nhập vào đây. 4 255. Đấy. Và ta nhập vào dòng đầu tiên nhé. Số 1 đây là dòng. Sau đó ta nút lưu. Bây giờ để chạy chương trình ta có thể quay sang đây chạy chương trình hoặc là để ở đây ta chạy luôn. Chạy nó báo rằng chạy xong kết quả mất 0,092 giây. Ok. Đấy, các bạn thấy kết quả nó ra chưa? Chưa có, bởi vì theo đề bài của mình khi nãy mình gọi câu lệnh là free open bài 1.out nên tệp kết quả nó đang lưu ở cái tệp này. Vậy nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ là add cái tệp này. Add cái tệp bài 1.lúa.out này vào project này. Để thêm một tệp vào project ta sẽ làm như sau. Ta nháy chuột phải vào bài tập chấm lúa ta chọn. Chữ này có dịch ra có nghĩa là gì? Add file, thôi để add file đỡ phải dịch đúng không? Thêm tệp vào. Đấy. Bây giờ trong các file này theo các bạn thầy sẽ chọn tệp nào? À, bài 1 chấm lúa ao, bởi vì bây giờ mình cần file kết quả đúng không? Rồi, đúng rồi. Ta ấn OK. Đấy, ấn OK. Khi với máy tính của các bạn chạy lần đầu nó hiện ra một cửa sổ, bạn chọn ba ứng dụng nào sau đây thì các bạn nhớ chọn dòng thứ ba nhé, tức là mở bởi Code Block. Đấy. Mà còn máy của thầy phiên bản trước đây à, lần trước thì thầy đã mở chọn rồi nên bây giờ nó không hiện nữa. Rồi, sau khi chạy bây giờ thầy ấn nút chạy lại. Đấy. Các bạn thấy kết quả nó ra chưa? Bài 1 chấm ao có chưa? Đây nó có đây, bài 1 lúa chấm ao đây. Ta nháy đúp chuột vào đó. Đấy và ta thấy rằng số 980 nó ở đây.
Bây giờ chạy thử với bộ số khác, với số 3 và số 3 và số 4 chẳng hạn. Ta chạy phát. Ta nên tơ quay trở lại. Xong qua ra kết quả ra lại nó lại nằm ở đây. Thấy chưa? Rồi, trên đây là cái thao tác làm việc với tên. Đấy, chúc các bạn thành công.